gặp những cái nguyên nhân mà gia nhân. Suy hấp chỉ là một yếu tố để gợi ý của đường hấp thôi. Nếu có suy hấp thì chắc có bệnh ở đường hấp. Một yếu tố. Nếu cái bằng chứng gì tại đường hấp là nó có viêm phổi là nha ta mà. Vậy có bằng chứng gì? Chảy nước tù mũi thì chưa chắc nó đi xuống đường hấp hết. Sốt không chưa chắc thì nó nằm lại hỏi đó. Mà cái bằng chứng cụ thể cho cái phổi đường lại hỏi là gì? Còn suy nấc đó có nhiều nguyên nhân gây suy nấc chứ đâu có gây nhiều khổ đâu, nó chỉ là hiện tượng. Cho nên mình không có một cái nguyên nhân khổ nữa, những yếu tố kia là khổ nha. Giờ bệnh nhân này chẳng đóng viêm khổ mà có gì là da. Em cứ nghĩ đó, cái bệnh nhân mình đang nhiễm trùng của viêm khổ như là tại sao mà vàng da nhiễm trùng nó lại Yeah.
xác định cái bàn nhang này là do cái gì để mà mới có chỉ định chiếu đèn chứ. Bàn nhang nhóm tiền mà cho chỉ định chiếu đèn và bàn nhang thì không cần phải chiếu đèn. Ừ, thì sao? Chiếu đèn và bàn nhang mà tăng lên trực tiếp có chỉ định chiếu đèn không? Không. Vậy em có xác định cái này gián tiếp hay trực tiếp chưa? Vậy là đâu? Sẽ dần nhiều bây giờ như thế này. Về kết quả cho về đơn vị là vậy. À, mình đưa ra cái chỉ định miligam, giờ phải đổi qua nhiều
thì các doanh nghiệp để luôn mở cho bệnh nhân sơ sinh